trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Xây dựng tiếp tục tập trung thanh tra, kiểm tra chủ yếu trong các lĩnh vực các dự án đầu tư xây dựng do các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng làm đại diện chủ đầu tư, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, hạ tầng kỹ thuật, các dự án đầu tư thuộc vốn ngân sách của các quận, huyện, thị xã. Trong đó, tổng số cuộc thanh tra 8 cuộc tại 6 đơn vị, tổng số cuộc kiểm tra 127 cuộc tại 139 đơn vị. Đối với công tác quản lý trật tự xây dựng 6 tháng đầu năm, các đội thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã đã tiến hành kiểm tra 9.318 công trình, phát hiện và lập hồ sơ vi phạm 606 trường hợp, trong đó không phép là 223 công trình, sai phép, sai quy hoạch, sai thiết kế là 139 công trình, ảnh hưởng công trình lân cận là 32 trường hợp, xây dựng trên đất nông nghiệp là 212 trường hợp. Cơ bản, các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đã được lực lượng thanh tra xây dựng thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm, đề xuất biện pháp xử lý và được chuyển đến Ủy ban Nhân dân các cấp để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Đúng theo quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng và Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Kết quả xử lý, Ủy ban Nhân dân cấp xã, cấp huyện đã xử lý vi phạm 446 trường hợp, cưỡng chế phá dỡ 126 trường hợp, tự khắc phục 241 trường hợp, xử lý bằng hình thức khác là 15 trường hợp, hòa giải bồi thường là 64 trường hợp, đang tiếp tục giải quyết, xử lý theo thẩm quyền là 160 trường hợp. Kết quả xử phạt vi phạm hành chính, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã đã ban hành 582 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền hơn 5,1 tỷ đồng, thu về ngân sách nhà nước hơn 4,8 tỷ đồng.